Hôm nay thì bác sĩ gặp phải một trường hợp bệnh nhân nam 32 tuổi, và bệnh nhân thì có phàn nàn và thậm chí là lo lắng. Có bảo bác sĩ đấy là bác sĩ ơi, em thì em tự sờ thấy em thấy là của em thì có 3 tinh hoàn. Đấy thì nhờ bác sĩ kiểm tra giúp em. Thế thì khi mà bác sĩ khám ấy thì cái phần mà bệnh nhân bảo là có tình trạng đấy là nghi ngờ cái tinh hoàn thứ ba ấy, thì cái mật độ khá là mềm. Đấy, và khi soi vào thì có cái hình ảnh đấy là hình trong suốt, đấy là cái dấu hiệu cho thấy là bạn đã bị nang màu tinh hoàn. Và khi bác sĩ cho chỉ định siêu âm thì đúng là kết quả trả về là bệnh nhân có cái nang màu tinh hoàn thật. Tuy nhiên thì anh em nam giới cũng đừng nên lo lắng quá, tại vì nang màu tinh hoàn là một bệnh lý hoàn toàn lành tính. Và chỉ lưu ý cho bác sĩ một điều duy nhất, đấy là chúng ta hạn chế tình trạng tác động vật lý vào nó, ví dụ như là bị bóp chẳng hạn này, hoặc là đá bóng bị sút vào chẳng hạn. Thì khi mà có một cái lực tác động đột ngột vào thì mới có thể dẫn đến tình trạng đấy là vỡ cái nang các bạn nhé. Còn đối với những trường hợp bình thường, tức là kích thước nang rất là nhỏ, ví dụ dưới 1 cm chẳng hạn, thì chúng ta chưa cần phải can thiệp gì cả. Và nếu nang phát triển to hơn, ví dụ kích thước trên 1 cm, trên 1,5 cm chẳng hạn, thì chúng ta có thể xử lý một cách triệt để nhất bằng cách phẫu thuật các bạn nhé.